Sau hơn một tháng ra quân huấn luyện trong tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, đến nay 254 chiến sĩ mới tại tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã hoàn thành tốt một phần chương trình huấn luyện cơ bản, đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại thao trường huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1, nhiều tân binh còn lung túng với các tư thế nằm quỳ và đứng bắn. Đây là một trong những nội dung khó khi huấn luyện chiến sĩ mới, nên tiểu đội trưởng thường xuyên bám sát các tân binh, hướng dẫn từng chi tiết, từng động tác, nhằm chấn chỉnh kịp thời sai sót. Là chiến sĩ mới vừa rời ghế nhà trường vào quân ngũ, sau những ngày đầu còn bỡ ngỡ trong môi trường quân đội, thì nay anh Nguyễn Quang Trường cảm thấy mình rắn rỏi, vững vàng và an tâm tư tưởng, phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách để trở thành quân nhân ưu tú của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau một tháng rèn luyện trong quân đội, tôi thấy cảm thấy môi trường quân đội là một môi trường chính quy, có nề nếp. Qua đó bản thân tôi cảm thấy ngày càng quyết tâm hơn, cố gắng nỗ lực, phấn đấu, vươn lên, vượt qua khó khăn. Tôi và cùng các đồng chí cùng nhau đoàn kết để vượt qua thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, tiểu đoàn 1 đã tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, điều lệnh, chiến thuật, hậu cần kỹ thuật và truyền thống của đơn vị, lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cho tân binh mới, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình học gắn sát với thực tế, chú trọng thực hành giúp chiến sĩ mới nắm vững lý thuyết, từng động tác kỹ thuật, bình tĩnh, tự tin. Qua hơn một tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới tại đây đã quen với nền nếp, chế độ trong quân ngũ, trật tự nội vụ gọn gàng, sạch sẽ và tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị. Đối với huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 thì cũng có nhiều thuận lợi. Thì cơ bản các chiến sĩ mới trình độ học vấn thì đồng đều hơn. Bên cạnh đó thì cái tinh thần trách nhiệm của các đồng chí cán bộ huấn luyện thì luôn luôn theo dõi, bám nắm, hướng dẫn, giúp đỡ cho các đồng chí chiến sĩ mới để là thích ứng và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Và trong thời gian tới thì dưới sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp thì chỉ huy các cấp sẽ tiếp tục làm tốt cái nhiệm vụ huấn luyện sẽ mới hoàn thành nhiệm vụ trong năm. Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, tiểu đoàn 1 đã xây dựng môi trường thân thiện, an toàn giúp chiến sĩ mới tự tin, hòa nhập, gắn bó ngay từ những ngày đầu quân ngũ. Bên cạnh việc duy trì nghiêm túc các chế độ luyện tập theo quy định, thì các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong ngày nghỉ, giờ nghỉ đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, giúp chiến sĩ mới quên đi nỗi nhớ nhà cũng như những khó khăn bước đầu để yên tâm học tập, rèn luyện. Năm nay là quân số tăng hơn so với năm trước. Năm 2021 đơn vị chỉ tổ chức huấn luyện là 6 trung đội. Năm nay là đơn vị tổ chức huấn luyện là 8 trung đội. Quân số là 254 chiến sĩ mới. Do vậy là trong quá trình bố trí tổ chức huấn luyện cho đơn vị thì gặp nhiều cái khó khăn. Ngoài ra là đơn vị tổ chức huấn luyện trong điều kiện là thích ứng an toàn với lại đại dịch Covid-19 thì đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu huấn luyện, xoay vòng đổi tập giữa các trung đội, đại đội, phân chia sử dụng thao trường phù hợp để trong quá trình huấn luyện là mỗi khu vực đối với nội dung huấn luyện cấp đại đội thì chỉ huấn luyện 2 trung đội, xoay vòng đổi tập với nhau để bảo đảm trong quá trình phòng chống dịch. Với chủ đề huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, thích ứng an toàn linh hoạt với đại dịch Covid-19, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1 sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm của những năm trước để mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay sẽ đạt kết quả cao nhất và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.